Tiểu sử nghệ sĩ Trung Văn. Nghệ sĩ Trung Văn, tên thật là Nguyễn Trung Văn, sinh năm 1967 tại Nhị Bình, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình làm nghề nông. Từ nhỏ, ông có niềm đam mê với nghệ thuật sân khấu và ước mơ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, và tốt nghiệp khóa diễn viên vào năm 1992. Trung Văn là một trong những nghệ sĩ hài được yêu thích nhất tại Việt Nam. Ông nổi tiếng với lối diễn xuất độc đáo, hài hước và thâm thúy, thường hóa thân vào những vai ông lão nông, khó tính, thường hay chửi bới và nói móc, tạo nên một thương hiệu riêng mà không ai có thể sao chép được. Sự nghiệp nghệ thuật, Trung Văn trở thành gương mặt quen thuộc trên đài truyền hình và sân khấu kịch qua nhiều vai diễn nổi bật. Ông được khán giả nhớ đến với vai người hớt tóc trong vở kịch Dưới bóng cây bồ đề, phát trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông còn ghi dấu ấn với các vai như là ông Đói trong Tinh ở Hoa Hồng, ông già keo kiệt trong vở Anh chàng xỏ lá, và nhân viên hậu đài trong Bay trên cô đơn, và thêm một vai khá là nổi tiếng trong phim Đất rừng phương Nam năm 1997 là vai Úc Lục Lâm. Ngoài công việc diễn xuất thì Trung Văn còn làm đạo diễn cho nhiều tiểu phẩm hài của các đài truyền hình Việt Nam. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Không chỉ là vai trò diễn viên mà còn là người sáng tạo nội dung và biên kịch. Phong cách diễn xuất của Trung Văn được đánh giá là rất là riêng biệt, là không đụng hàng với ai. Ông có khả năng làm khán giả cười một cách thâm thúy bằng cách sử dụng đại từ và ngôn từ độc đáo, tạo nên hình ảnh một ông lão nông dân khó tính, một thương hiệu không thể nhầm lẫn. Bên cạnh đó thì ông còn là một cây bút sắc sảo, từng viết nhiều vở kịch lấy nước mắt của khán giả như là Lá sầu đau, Bìm bịp kêu chiều và Tiếng vợt xanh. Những vở kịch này khai thác sâu sắc về cuộc sống đời thường, nhân tình thế thái và những bài học sâu sắc về tình cảm gia đình. Không dừng lại ở kịch, Trung Văn còn tìm niềm vui với việc viết văn. Ông đã sáng tác nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết với nội dung xoay quanh cuộc sống của người nông dân và văn hóa miền Tây Nam Bộ. Với ông, viết sách không nhằm mục đích trở thành nhà văn mà là cách để thỏa mãn và giải bày nỗi lòng của mình. Cuộc sống gia đình và quan điểm về nghề nghiệp. Trung Văn có cuộc hôn nhân êm đềm suốt 31 năm với bà Phạm Thị Phượng, một người vợ do cha mẹ chỉ định. Ông từng thẳng thắn chia sẻ rằng ban đầu không có tình yêu với vợ, nhưng dần dần tình cảm gia đình và sự hy sinh của bà Phượng đã khiến ông nhận ra giá trị thực của cuộc hôn nhân này. Trung Văn hài lòng với cuộc sống bình dị. Ngoài công việc nghệ thuật, ông dành thời gian chăm sóc gia đình, trồng cây và viết truyện. Ông có ba người con gái. Con gái lớn là Nguyễn Thảo Nguyên, đã kết hôn với người nước ngoài, hiện đang định cư ở Úc. Con gái thứ hai là Nguyễn Thảo Ngân, một cô gái cá tính và giỏi về các môn khoa học tự nhiên. Con gái út là Nguyễn Phạm Huỳnh Hoa, có năng khiếu đặc biệt ngoại ngữ. Những suy tư về nghề nghiệp và cuộc sống. Trung Văn là người luôn có những suy tư sâu sắc về cuộc sống và nghề nghiệp. Dù không phủ sóng nhiều chương trình như các đồng nghiệp nổi tiếng khác, nhưng ông có một vị trí vững chắc trong lòng khán giả và đồng nghiệp nhờ vào tài năng và sự sáng tạo độc đáo của mình. Ông đã từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá như là Cù Nèo Vàng năm 2005, HTV Awards năm 2008, Huy chương vàng tại hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2009. Dù đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, Trung Văn vẫn khiêm tốn và không bao giờ thấy mình giàu có hay là nổi tiếng. Ông chia sẻ rằng nghề diễn đối với ông là một cuộc trải nghiệm, nơi ông chấp nhận những khó khăn và thử thách như là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Trung Văn là người sống cần kiệm, không rượu chè bài bạc. Thu nhập của ông dù ít hay nhiều đều được giao cho vợ để quản lý và đầu tư vào những công việc kinh doanh giúp cho gia đình ổn định kinh tế. Với Trung Văn, hạnh phúc hiện tại không nằm ở việc kiếm tiền,
mà là sự bình yên và hạnh phúc trong gia đình. Ông tin rằng gia đình là trên hết và mọi việc ông làm đều vì gia đình nhỏ của mình. Dù được yêu mến và kính trọng trong làng hài kịch Việt Nam, nghệ sĩ Trung Dân vẫn mang trong mình những trăn trở sâu sắc về con đường nghệ thuật mà mình đã chọn. Ông không ngần ngại chia sẻ rằng có lúc ông cảm thấy mình đã đi vào một con đường đầy gồ ghề, nhiều thử thách, khác biệt với con đường dễ dàng hơn mà nhiều người khác có thể đã chọn. Trung Dân cho rằng nếu ông nhẹ nhàng hơn trong công việc, có lẽ giờ đây ông cũng đã giàu có, nổi tiếng hơn. Nhưng ông cũng khẳng định rằng đối với ông, nghệ thuật không chỉ là công việc kiếm sống mà là một cuộc trải nghiệm sâu sắc và ý nghĩa. Ông chấp nhận những khó khăn như một phần không thể thiếu trong hành trình sáng tạo. Để rồi từ đó, ông có thể tạo ra những vết sẹo, những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời nghệ sĩ. Trung Dân có một vị trí vững chắc trong lòng khán giả và đồng nghiệp. Ông không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, mà còn là một người chân chính, giản dị và khiêm nhường. Dù không nổi tiếng đình đám như nhiều đồng nghiệp khác, nhưng mỗi khi nhắc đến ông, người ta luôn nghĩ đến một nghệ sĩ đầy tâm huyết với nghề. Một người đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Trên sân khấu, Trung Dân luôn mang đến cho khán giả phút giây thư giãn và suy ngẫm qua những vai diễn độc đáo và phong phú. Những vai của ông không chỉ hài hước mà còn sâu sắc, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem. Chính vì thế, ông đã được trao tặng giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế của mình trong làng nghệ thuật. Một điểm đặc biệt ở Trung Dân là khả năng kết hợp giữa cuộc sống đời thường và nghệ thuật một cách hài hòa. Ông không chỉ là một diễn viên tài năng, mà còn là một nhà văn, một biên kịch với những tác phẩm phản ánh sâu sắc cuộc sống của người nông dân và văn hóa miền Tây Nam Bộ. Trung Dân luôn trăn trở về những khó khăn trong cuộc sống của người nông dân, những vụ mùa thất thu, những nỗi buồn khi đất đai bị xâm lấn. Ông hiểu rằng để diễn xuất tốt, để viết ra những tác phẩm có hồn, người nghệ sĩ cần phải có vốn sống, cần phải trải nghiệm thực tế và có tình yêu sâu sắc với cuộc đời. Trong sự nghiệp của mình, Trung Dân đã tạo ra không ít kỷ niệm đáng nhớ với khán giả. Những vở kịch như là Dưới bóng cây bồ đề, Tin ở hoa hồng hay là Thuốc đắng giả tặc đều là những tác phẩm để đời được khán giả nhớ mãi. Mỗi vai diễn của ông đều mang một nét đặc trưng riêng, không trùng lặp và luôn để lại ấn tượng sâu đậm. Trung Dân từng chia sẻ rằng để có được những vai diễn thành công, ông luôn cố gắng nhập tâm vào nhân vật, hiểu rõ từng chi tiết và hoàn cảnh nhân vật đó. Ông không chỉ diễn bằng tài năng mà còn bằng cả tâm hồn và trái tim của mình. Với khán giả, nghệ sĩ Trung Dân luôn là một hình mẫu của sự nỗ lực và tận tụy với nghề. Ông đã để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó phai về một nghệ sĩ chân chính, luôn sống hết mình vì nghệ thuật và gia đình.